bạn đến với chương trình giới thiệu các trường tại Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về trường đại học Middle Tennessee State. Thì trường được thành lập vào tháng 9 năm 1911. Trong 100 năm qua thì trường cũng đã nỗ lực không ngừng để đạt được những thành công hết sức là ấn tượng. Và một trong những thành công đó chính là trường được vinh dự công nhận là một trong những trường đại học công lập tốt nhất trong cả nước và thu hút hơn 24.000 sinh viên theo học với hơn 100 chuyên ngành khác nhau. Và để đạt được những thành công như ngày hôm nay thì trường cũng luôn hướng tới sự phát triển bền vững về chất lượng giảng dạy cũng như là chương trình học và cơ sở hạ tầng. Vậy thì những lý do nào bạn nên chọn học tại trường? Thì trường Middle Tennessee State là trường đại học lớn nhất và cổ kính nhất tại bang Tennessee và trường cũng là sự lựa chọn số 1 dành cho các bạn sinh viên học đại học tại bang này. Với khoảng 24.000 sinh viên theo học tại trường thì trường cũng đã dành một cái khoản đầu tư rất lớn để cải thiện campus của trường, trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, trung tâm hàng không vũ trụ tại sân bay hay là trung tâm khoa học. Và năm 2015 thì trường cũng đã đầu tư 147 triệu đô la cho trung tâm nghiên cứu khoa học. Bằng cấp của trường thì có giá trị quốc tế. Hàng năm thì 40 khoa của trường cung cấp 150 chương trình học đại học và 55 chương trình thạc sĩ. Ngoài ra thì hệ thống trường cao đẳng thuộc trường cung cấp hơn 100 khoa học dành cho sinh viên. Theo bảng xếp hạng của US News and World Report thì trường năm nào cũng nằm trong danh sách là 25 trường đại học hàng đầu vùng Đông Nam của Hoa Kỳ và được tạp chí Forbes liệt kê là trong danh sách các trường tốt nhất tại Hoa Kỳ. Chương trình đào tạo nổi bật và hàng đầu đó là về hàng không vũ trụ, kinh doanh, sư phạm, lịch sử hay là truyền thông đại chúng hay là công nghiệp thu âm, thu hút một nhóm sinh viên và học giả đa dạng từ khắp nơi trên thế giới theo học. Trường chào đón tất cả các bạn sinh viên bản địa và sinh viên quốc tế. Điều đó cũng tạo nên môi trường học tập đa văn hóa và cũng là cơ hội cho các bạn sinh viên muốn tìm hiểu và cũng như là khám phá những nền văn hóa mới. Hiện tại thì đang có 450 sinh viên quốc tế đại diện cho 70 quốc gia theo học tại trường và trường có 21 khu ký túc xá dành cho sinh viên được trang bị đầy đủ tiện nghi. Và cũng có 3.200 sinh viên đang ở tại khu ký túc xá của trường. Và để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục hồ sơ nhập học cũng như là điều kiện đầu vào của trường ra sao, học phí của trường thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam ở địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hay là các bạn liên hệ ở địa chỉ quận 5, thành phố Hồ Chí Minh hay là Nha Trang. Và các bạn cũng lưu ý rằng Tân Đại Dương không có bất kỳ chi nhánh nào ngoài Hà Nội. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ qua du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì có sự góp mặt của em Nguyễn Thị Ngọc Bích vừa nhận được visa du học Mỹ. Và chúng ta cùng trò chuyện với Ngọc Bích để tìm hiểu về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của Ngọc Bích như thế nào và lý do tại sao Ngọc Bích lại chọn Mỹ làm điểm đến để du học nhé. À, chị chào Ngọc Bích. Chào chị. Em biết thì đôi nét của bản thân em. Em là Nguyễn Thị Ngọc Bích, năm nay em 18 tuổi, em vừa tốt nghiệp trung học phổ thông xong. Em thì làm hồ sơ du học tại Tân Đại Dương. Thì cũng thấy Tân Đại Dương uy tín, chất lượng. Em có thể giải đáp mọi thắc mắc về đi du học tại Tân Đại Dương. Em thích đọc sách và nghe nhạc. Em qua Mỹ thì em chọn ngành quản trị kinh doanh. Và đầu tiên em qua Mỹ thì em sẽ học 1 năm tiếng Anh. Sau đó em học trường cao đẳng cộng đồng. Nó giúp cho mình dễ hòa nhập với môi trường. Sau đó em lại chuyển tiếp lên đại học 2 năm nữa. Và qua đó em sẽ học tại trường cao đẳng Harvard Community College. Và sau đó chuyển tiếp lên Maryland. Trường Harvard Community College của em thì nó nằm ở trung tâm của thành phố Columbia. Rồi nó có hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy. 5 năm liên tiếp của nó thì được đạt giải thưởng về chất lượng giảng dạy. Rồi mình sau khi học trong trường này mình có thể chuyển tiếp lên các trường đại học. Vậy thì có rất nhiều bạn là chọn điểm đến như là Singapore hay là Anh Quốc hay là Úc. Tại sao mình lại chọn Mỹ để du học, Ngọc Bích? Thứ nhất thì chọn Anh thì học phí nó quá cao. Học còn Singapore thì là về du lịch gì thì nó tốt hơn, nhưng mà còn mình chọn ngành quản trị kinh doanh thì tại Mỹ nó sẽ tốt hơn cho mình. Chọn Mỹ vì thứ nhất là em muốn phát triển kinh doanh gia đình của mình sau này. Rồi ở Mỹ thì tiếng Anh của Mỹ thì nó phổ biến trên thế giới. Em có thể cải thiện tiếng Anh của mình và giúp ích cho em khi sau này làm việc. Ở Mỹ thì là đất nước phát triển về nền kinh tế. Ở đó mình có thể học được nhiều cho ngành quản trị kinh doanh của mình.
cho chị hỏi em là cái cảm nhận của Ngọc Bích khi làm hồ sơ tân đại dương thì như thế nào? Thì làm tại tân đại dương thì em được qua giới thiệu qua người em họ của em là đậu du học ở tân đại dương. Sau rồi em đi làm, em thấy tân đại dương các anh chị nhân viên thì thân thiện, rồi em có nhiều thắc mắc em có thể hỏi và giải đáp tại tân đại dương. Em học phỏng vấn thì thấy vui, đông người cũng dễ hiểu, và mình học thì mình dễ tiếp thu, thì nhiều ý kiến đưa ra mình có thể học tập và học hỏi nhiều. Em học với anh Khôi thì anh Khôi là một người hiểu biết rất là rộng, thế trường nào anh cũng biết, ở bang nào anh cũng biết, rồi thì anh bày cho em cách nói làm sao cho người ta để người ta tin mình đậu phỏng vấn visa này, quay về Việt Nam. Còn lên các anh chị tiếng Anh thì giúp cho mình chữ tiếng Anh bài mình, rồi bày cho mình phát âm chuẩn. Rồi đến khi học với anh Bảo Anh thì mình biết làm sao cho mình thể tự tin lên, can đảm lên để đi phỏng vấn bình thường. Khi mới vào phỏng vấn thì em vẫn run, nhưng mà sau khi vào trong ngồi đổi thì em thấy bình thường. Tại vì vào người ta đi vào chỉ hỏi mình 2-3 câu xong ra, rồi viết xong về thôi, không làm gì hết. Chị Thúy là hồ sơ của em rất là tốt. Em thấy mình tin lên chị Thúy lắm. Tại vì chị Thúy thì em thấy là một người làm hồ sơ cho mình chắc chắn lắm á. Rồi mình có thể chị Thúy mình có thể hỏi những cái vấn đề gì mà mình cần biết về làm hồ sơ, thì là về tài chính trong gia đình mình cần những gì, cần biết cái gì, tức là tin tưởng. Rồi chị cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Bích trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, cũng như là cái sự niềm tin của em đã đặt hiện tại Tân Đại Dương. Thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em và mình học tập thật là tốt ha. Cảm ơn. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã vừa lắng nghe Ngọc Bích chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.